Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại xem video của em. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Honda CR-V 2018 đến 2022. Đây, đây chính là chiếc lốc điều hòa của Honda. Chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua và trao đổi sơ qua về lốc nhé. Trước tiên là về phần lốc, lốc được bắt vào với lốc máy ở phần động cơ qua bốn chân, hai chân trên, đấy, hai chân trên và hai chân sau. Lốc được điều khiển hoạt động bằng cả van điện và buôn điện. Cái so lên cái bản đời cao này thì cái mặt bích thiết kế của dòng này nó khá là đặc biệt ở cái điểm là mặt bích đường hồi thì ở phía trên, mặt bích đường cao thì ở phía dưới, và cái chân, tức là cái chân lốc ấy, thì nó hơi đua ra một chút ở cái chân phía dưới cùng này. Bully Lai Zai Kura điều hòa của dòng này thì nó sẽ tương đương là bản 6BK. Lốc được lắp ghép với nhau qua 3 phần, xuyên suốt qua thân bằng những con ốc dài. Đấy. Tức là phần đầu này, phần giữa và phần đuôi lốc. Đây chính là cái phía ngoài của cái mặt hít lốc điều hòa. Đây, đây chính là hai cái chân dưới nhá anh em nhé. Hai cái chân dưới của lốc. Đấy. Đây chính là hai chân dưới này. Và đây chính là cái đây chính là phần trên đấy. Đây, đây chính là cái phần trên, đây là mặt bích này, và đây chính là ốc để chúng ta châm xả bọ và thêm dầu đó. Ở đây thì nhà sản xuất đã quy định rất là rõ ràng là cái dòng ga để chúng ta sử dụng cho cái hệ thống điều hòa của CR-V đời cao này thì sẽ là dòng ga 134 hoặc là 1234. Đây. Và dầu khi mà chúng ta châm hoàn toàn là dầu mới thì nó sẽ tương đương là dầu DPSD1 100%, tức là dầu sạch, và tương đương là 180 cc, 180 cc của cái xơ của mình đấy. Đây anh em nhìn nhé, cái chân này khá là đặc biệt luôn, riêng lên cái bản đời cao này thì nó hơi hầm hố. Tất cả các dòng xe từ Toyota này, Honda, B đến Mercedes thì còn đỡ, nhưng dòng VinFast hoặc là những cái dòng đời cao này thì cái chân của nó thiết kế hơi đua ra để phù hợp với cả cái khoang máy đó. Nên cái bản đời cao lốc điện thì không nói rồi. Đó. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Honda CR-V 2018 đến 2022. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.